cái lắc quyết đấy. Đấy, ống rồi đấy. Ôi, chết. Hello các bác nhá. Chỗ này là em phải vớt sớm này các bác này. Cho nên em không có quay được. Mới ngày hôm nay em không quay được cảnh, các bác biết vì sao không? Vì em thả đồng nhà. Họ hay lấy. Cho nên em không dám sáng thật ra mới vớt, mà em phải vớt đêm. Thế là gần sáng rồi đi đến đây. Em mới quay cái bãi đồng này cho bác xem. Bác nhìn xem, đẹp thiên thần đồng cỏ này, như nó không có nước, nó cạn nước luôn rồi. Nó bị cạn nước rồi. Mà hôm nay em thả buổi thứ ba rồi. Đây các bác nhìn này. Đồng này rất nhiều lươn, như không lươn không to đâu, nhưng bé. Em không có quay được cảnh cho nên em bãi này là lấy thả là thả muộn. Mà nó lấy là nó nhìn thấy là không còn một cái nào luôn, cho nên em không có dám quay. Đây, em vớt lên tận đây cho bác xem. Đúng rồi, em đang đi tìm quên mất một cái nhưng không thấy. Đây, một bao em xuống 20 cái, xịt đúng 2 cái. Chào bác nha. Đây em đặt vào đây. Này cạn cái nước các bạn ạ. Bác chờ em chút em dẹp cái bãi kia. Dẹp bãi đây, đặt trước đây. Bãi này là bãi lúc em quay cho bác đấy. Chỗ này là lươn đồng cỏ nó cũng to. Đường cỏ khác này. Lại thừa lúa lắm, nhưng mà nước nếu có nước thì đánh đầy căng luôn. Hôm qua cạn sạch nước rồi, hôm trước đánh nhiều nó to. Ở đây vẫn còn luôn, như các ba em đang chú đây vẫn còn. Cái nó cạn nước thì luôn nó nhỏ ngay. Còn cái bãi ống người luôn nó có. Thôi nhưng mà các bác nhìn nhìn thấy nó bé bé như đây, em nhìn tí giờ bác này nó to phết đấy.
Đấy, to phết đấy. Nó không bé lắm đâu. Bé hơn hôm qua, chắc chắn. Cái này xịt, xịt hồng lươn nó ra đó. Lươn nó già, đúng già ở trong trong bao tải, già ba con trong bao tải. Cái ống đấy nó già ấy. Ống đấy nó đẩy ra miệng. Cho nên nó xịt. Em nhớ mà. Hôm nó lỏng. Lươn lươn chui kiểu này các bác chờ em đi em gỡ lươn lươn này. Xót lại nó là lắc cho mày ra vừa lúc rồi đấy à. Chết nha các anh. Chết nó còn rồi. Cái nữa hết nha bác nha. Đấy, xịt. Cắt nước không rửa luôn này bác. Cái này nắp lắm, cái ống này.
ống nữa đấy. Ôi chết chết chết. Hết rồi nhau anh ạ. Mới cái cuối cùng nặng nặng. Hết rồi các bạn. Cái cuối cùng. Xịt 4-5 cái. Hôm qua em thái đống mà nó không có luôn. Được rồi này các bạn. Hôm nay xịt mấy cái 4-5 cái. Cái trên này.